Ân, Ninh Dạ Thần cùng Lạc Như Anh đám người nghe được tiếng kinh hô, vội vàng quay đầu. Chỉ thấy Hồ Bôi Bôi hai tay bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất, cánh tay hoàn toàn biến thành hồ ly tay chân, hiện đầy lông xù lông tóc. Bôi Bôi, ngươi thế nào? Hồ Bôi Bôi chậm rãi rời hai tay, lộ ra hoàn toàn biến thành hồ ly khuôn mặt gương mặt. Bình thường nàng cũng là lộ ra tai hồ ly đuôi cáo bán yêu dáng vẻ, bây giờ đã là hoàn toàn biến thành hoàn chỉnh yêu thân. Ghé vào Lạc Như Anh trong ngực, Lạc Hồng Dạ chừng linh động hiếu kỳ mắt to nhìn chăm chú lên Hồ Bôi Bôi, nhu nhu nói, cha, mẫu thân, hồ tỷ tỷ biến thành hồ ly. Lạc Như Anh cùng Ninh Dạ Thần có chút giờ khóc giờ cười nói. Bây giờ tại trước người bọn họ Hồ Bôi Bôi giống như một cái mặc quần áo, hai cước đứng thẳng đi lại hồ ly. Nhìn luôn cảm giác có như vậy điểm không hài hòa cùng kỳ quái. Bị đám người ngưng thị, Hồ Bôi Bôi có chút thẹn thùng buông xuống hạ đầu. Như là đã hóa thành yêu thân, vậy dứt khoát liền đem quần áo cởi xuống a. Hồ Bôi Bôi nghe vậy, hai cái hồ tay nắm lại với nhau, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng lường quá mức. Ma Tôn đại nhân, không, không được. Cái này, người như vậy nhà không phải liền là hoàn toàn trần trụi sao? Ninh Dạ Thần, Hồ Bôi Bôi nói giống như không có gì không đúng, thế nhưng là ngươi bây giờ là con hồ ly à. Hồ ly liền xem như lộ ra trọn vẹn, hẳn là cũng không có quan hệ gì à. Lạc Như Anh cẩn thận suy tư phút chốc, cảm thấy Hồ Bôi Bôi nói rất có lý. Sao có thể để cho một cái nữ hài tử ra ra hoàn toàn trần trụi cất bước ở bên ngoài đâu? Nghĩ tới đây, Lạc Như Anh tức giận quay đầu trừng mắt liếc Ninh Dạ Thần, sau đó quay đầu đối với Hồ Bôi Bôi nói, một bên Ninh Dạ Thần lập tức cảm thấy hết sức vô tội. Mới vừa nghe đến Hồ Bôi Bôi thét lên, còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra đâu. Kết quả chỉ là biến thành hồ ly mà thôi, sợ bóng sợ gió một hồi. Đang lúc Ninh Dạ Thần chuẩn bị quay người lúc rời đi, bỗng nhiên lại thần sắc cứng lại. Nghe nói thượng cổ lớn địa hùng một ngụm liền có thể nuốt vào một tòa núi cao, toàn thân lông tóc càng là giống như nham thạch cứng rắn. Hồ Bôi Bôi quay đầu nhìn qua sau lưng hình thể khổng lồ lớn địa hùng, không khỏi la thất thanh đạo. Lạc Hồng Dạ bịt lấy lỗ tai, sợ hướng về Lạc Như Anh trong ngực chui chui. Ninh Dạ Thần lông mày nhíu một cái tát vô căn cứ rút ra. Một đạo to như vậy vô hình lực lượng trực tiếp rút được trên thượng cổ lớn địa hùng gương mặt. Trong chốc lát, hư không chấn động, thượng cổ lớn địa hùng đầu bay thẳng ra phía chân trời bên ngoài. Khổng lồ không đầu thân thể trọng trọng rơi xuống, cả vùng cũng vì đó rung động. An tĩnh chút, ầm ĩ đến bản tôn nữ nhi. Ninh Dạ Thần thu hồi tay, hơi vô vị nói. Liền cái này cũng dám đến hù dọa bảo bối hắn nữ nhi. Hồ Bôi Bôi trợn mắt hốc mồm nhìn qua trước người như to lớn giống như núi cao thượng cổ lớn địa hùng thi thể, khiếp sợ hoàn toàn nói không ra lời. Nàng cũng chưa kịp giới thiệu xong, Ma Tôn đại nhân liền một cái tát đem cái này thượng cổ lớn địa hùng đập chết. Lạc Hồng Dạ từ Lạc Như Anh trong ngực nhô ra cái đầu nhỏ, dùng đến non nớt âm thanh đáng yêu hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên hàng đêm muốn ăn thượng cổ lớn địa hùng cho dù là tại thượng cổ thời kỳ đó đều là số một số hai cường đại yêu thú. Có lẽ thượng cổ lớn địa hùng như thế nào cũng không có nghĩ đến, có một ngày chính mình sẽ bị xem như nguyên liệu nấu ăn. Hồ Bôi Bôi trong lòng không khỏi nghĩ đến, thượng cổ lớn địa hùng thi thể rất nhanh sẽ bị những yêu thú khác xử lý sạch. Hắc thần sư tử cho dù là đang ăn uống, cũng duy trì rất cao cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Nhưng mà một giây sau, một cái vốn không nên xuất hiện trên đất bằng cực lớn bạch tuộc xúc tu đột nhiên mà dưới mặt đem hắc thần sư tử một mực trói lại, trong nháy mắt quăng vào dưới mặt đất. Nắm giữ tiên đế tu vi hắc thần sư tử thậm chí cũng không có tới kịp phản kháng, liền không có động tĩnh. Liền té xuống đất thượng cổ lớn địa hùng thi thể, cũng bị xúc tu cùng nhau kéo vào trong lòng đất. Sau một lúc lâu, yêu họa chậm rãi từ dưới mặt đất nổi lên, ý vị chưa hết liếm môi một cái, hai con ngươi nhìn chăm chú Ninh Dạ Thần đám người rời đi phương hướng. Cái này yêu giới thượng cổ bí cảnh đối với nàng mà nói thật đúng là một nơi tốt ở chỗ này, có lẽ có thể cùng Ma Tôn động động tay. Tại một đường đem tất cả cản đường thượng cổ yêu thú toàn bộ giải quyết đi sau, Ninh Dạ Thần mọi người đi tới lúc trước xa xa nhìn thấy yêu huyết thác nước. Yêu huyết thác nước chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa cái yêu thú thân ảnh, chỉ có chảy xiết máu tươi phun trào âm thanh. Theo đạo lý đậm đà như vậy thượng cổ yêu huyết thác nước hẳn là sẽ dẫn tới vô số thượng cổ yêu thú lũ lượt tụ tập, tranh đoạt lẫn nhau mới lạ. Thế gian nếu là có cái gì hiếm có chân bảo ra mắt, tất nhiên sẽ dẫn tới thế nhân ngấp nghé tranh đoạt. Nếu là không có, vậy liền chứng minh cái kia chân bảo hiếm thế tất nhiên có cái gì thủ hộ, thế nhân không dám tới gần. Nguyệt Thanh U tiến lên một bước, ngưng thần lạnh giọng nói. Âm thanh truyền bá chỗ, giấu ở lòng đất hoặc là ngọn núi bên trong một đám yêu thú nhao nhao không tự chủ được chạy ra, hướng về địa phương khác chạy từ phía. Yêu huyết trong thác nước cũng bắt đầu không ngừng bốc lên từng trận bọt khí, một cái hình dạng giống như con rơi. Miệng có thể từ phía khép mở, mọc ra thật dài cái đuôi kỳ quái yêu thú từ trong yêu huyết đột nhiên chui ra. Nhìn thấy yêu thú này xuất hiện, Hồ Bôi Bôi cả kinh, vội vàng mở miệng giới thiệu nói, huyết yêu lấy hút máu tươi tu hành,
tu vi tốc độ tăng trưởng hết sức nhanh chóng. Nhưng cũng bởi vì tu vi tăng lên, cần máu tươi cũng sẽ gia tăng thật lớn. Bởi vậy tại thượng cổ thời kỳ lúc, huyết yêu cũng bởi vì quá hung tàn, không ngừng hút những yêu thú khác thị tộc máu tươi mà bị yêu giới liên hợp khu trục rào sát. Nghe được Hồ Bôi Bôi nói như vậy, Ninh Dạ Thần thoáng hứng thú, một bước đạp không, chậm rãi rơi xuống huyết yêu trước người. Nhân loại, huyết yêu gặp có người xuất hiện, thần sắc lộ ra rất là kinh ngạc. Thì ra có thể nói chuyện a. Lựa chọn thứ hai, chết. Ninh Dạ Thần dựng thẳng lên hai ngón tay, thảnh thơi tự tại nói. Huyết yêu nghe vậy sững sờ, lập tức nhịn không được bộc phát ra một hồi càn rỡ cười to. Ta không nghe lầm chứ, ngươi lại dám kêu ta lăn. Ta chính là huyết yêu chi vương. Nơi đây là lãnh địa của ta, nho nhỏ nhân loại, có phần quá càn rỡ. Nói đi, huyết yêu mở ra tứ phía khép mở, tràn đầy răng nanh miệng, một tiếng gào thét đi qua, vung vẩy cánh xông thẳng Ninh Dạ Thần mà đến. Cánh huy động một khắc này, hai bên sơn nhạc sụp đổ, khổng lồ cứng rắn yêu thú hài cốt cũng theo đó chấn vỡ. Một thân tàn phá bừa bãi yêu khí hỗn tạp mùi máu tanh nồng nặc đập vào mặt tràn ngập giữa thiên địa. Nhân loại chết đi. Miệng ngoại vi là dài nhỏ răng nanh sắc bén, nội bộ đầy rậm rạp chằng chịt răng cưa, chỗ sâu nhất nhưng là như bạch tuộc đồng dạng có thể dùng tại nhấm nuốt rác hút. Ninh Dạ Thần một cái tát vô căn cứ rút ra, đang muốn đem Ninh Dạ Thần nuốt vào huyết yêu trong nháy mắt như đạn pháo bắn ra bên ngoài trăm trượng. Quả nhiên, tuyệt tiên tu vi yêu thú chính là không giống nhau, tương đối nhịn rút. Bất quá dạng này mới thoáng có chút ý tứ. Ninh Dạ Thần một bước thuấn thân, trong nháy mắt đi tới huyết yêu bầu trời. Cho tới bây giờ, hắn khuôn mặt xương vỡ nứt, lõm xuống khuôn mặt như cũ cảm thấy nóng hừng hực nhói nhói đầu. Nhìn thấy Ninh Dạ Thần xuất hiện ở trên không, huyết yêu giận tím mặt, ngẩng đầu, hé miệng, đột nhiên phát ra từng tiếng chấn nhiếp tâm thần the thé sóng âm. Một chút yếu ớt sóng âm xuyên thấu qua kết giới, tại mọi người bên cạnh sinh ra tí tí ù tai. Lạc Hồng Dạ tay nhỏ bịt lấy lỗ tai, nhăn lại kiều tiếu tiểu đôi mi thanh tú, chu miệng nhỏ bất mãn nói, Nguyệt Thanh U nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng ngưng lại, hướng về phía huyết yêu lên tiếng nói, bế miệng. Tiếng nói rơi xuống, bất ngờ không kịp đề phòng huyết yêu đột nhiên từ mình liền khép lại miệng, gương mặt mờ mịt. Liền chính nó cũng không biết vì cái gì bỗng nhiên miệng liền tự mình khép lại. Giống như là có cỗ không nhìn thấy hai tay đè xuống miệng của nó đồng dạng. Ninh Dạ Thần móc móc lỗ tai, cũng là đối với huyết yêu sóng âm cảm nhận được rất là bực bội. Mấu chốt nhất là nó vừa mới ầm ĩ đến bảo bối hắn nữ nhi. Cái trước ầm ĩ đến nữ nhi của hắn đã là một cỗ thi thể. Ngươi vẫn là vĩnh viễn đem miệng cho bản tôn đóng lại a. Ninh Dạ Thần nhíu mày, đấm ra một quyền, sau lưng hư không phá toái, to lớn ma thần cánh tay nhô ra, trọng trọng đập vào huyết yêu trên đầu. Oanh một tiếng kinh thiên động địa chấn minh, phạm vi ngàn dặm mặt đất sụt lún nứt ra. Vẻn vẹn chỉ là một quyền, huyết yêu đầu người cơ hồ tan vỡ không còn hình dáng, thân thể thỉnh thoảng run lên một cái. Tuy nói hắn còn chưa toàn lực, nhưng có thể dạng này đón hắn một quyền, đã coi như là thật tốt. Không hổ là tại cái này không ngừng hút ăn vô số thượng cổ yêu thú máu tươi huyết yêu, tố chất thân thể cũng so với những yêu thú khác muốn mạnh hơn không thiếu. Huyết yêu chậm rãi dãy dụa ngẩng đầu, đã thấy cái kia che khuất bầu trời một dạng cực lớn ma thần quyền lần nữa đâm đầu vào hướng nó rơi xuống. Oanh! Đáng tiếc, không thể kiên trì qua hai quyền. Ninh Dạ Thần tiếc nuối lắc đầu, dưới chân bóng tối bày ra, đem huyết yêu thi thể nuốt vào ám mạc đêm trong đỉnh. Mà liền tại vừa mới Ninh Dạ Thần rơi xuống hai quyền phía dưới, yêu huyết dưới thác nước đại địa bị xé nứt ra, lộ ra dưới mặt đất một phương khác cảnh tượng.